ngày 9 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Thành sinh năm 1984 và Nguyễn Ngọc Báu sinh năm 1986 cùng trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 30 tháng 4, Công an huyện Bình Xuyên tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại đường tỉnh lộ 310B thuộc địa phận xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Phát hiện Trần Minh Thành điều khiển ô tô nhãn hiệu Mazda 2 biển kiểm soát 72A36238 vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,133mg/lít. Lực lượng công an huyện đã tiến hành tạm giữ xe ô tô trên theo quy định tại nơi tạm giữ phương tiện của Công an huyện Bình Xuyên. Đến khoảng hơn 8 giờ ngày 1 tháng 5, Thành cùng Nguyễn Ngọc Báu điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 88H63807 đến trụ sở Công an huyện Bình Xuyên để xử lý vi phạm. Sau đó, Thành cùng Báu điều khiển xe đến dựng trước cổng nhà tạm giữ phương tiện, quan sát thấy không có người trông giữ nên cả hai vào bên trong. Tại đây, Thành điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 72A36238 rời khỏi bãi xe, còn Báu mở cổng để Thành đi ra. Tiếp đó, Thành điều khiển xe ô tô về đường liên thôn Đông Mướp giáp với nhà của Thành để cất giấu. Theo cơ quan chức năng, giá trị của chiếc ô tô trên khoảng 250 triệu đồng. Ngày 1 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Xuyên ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Thành và Nguyễn Ngọc Báu về hành vi trộm cắp tài sản, thu hồi xe ô tô tang vật. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Điều tra tiếp tục làm rõ.